Thưa quý vị, Cục Đăng Kiểm Việt Nam vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình trạng un tắc hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Đáng chú ý, hệ thống đăng kiểm tại hai thành phố lớn là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ đứt gãy. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính đến hết ngày 26 tháng 2, cả nước có tổng số 2.014 đăng kiểm viên, trong đó có 1.061 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Tuy nhiên, số đăng kiểm viên còn đang làm việc trên toàn hệ thống khoảng 1.500 người. Trong khi đó, để duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống kiểm định xe cơ giới cần ít nhất 1.986 đăng kiểm viên. Như vậy, theo tính toán của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, toàn hệ thống hiện đang thiếu khoảng 486 đăng kiểm viên. Vẫn theo tính toán của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính đến hết ngày 26 tháng 2, cả nước có 121 trên tổng số 489 dây chuyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động do đơn vị đăng kiểm đang bị cơ quan công an điều tra hoặc không đủ điều kiện hoạt động thống kê của cục đăng kiểm cho thấy số lượng xe không được kiểm định qua từng tháng sẽ ngày càng gia tăng và không có phương án giải quyết số lượng ô tô quá hạn kiểm định vì các tháng sau đó năng suất kiểm định vẫn nhỏ hơn nhu cầu của người dân do vậy nguy cơ đứt gãy dẫn tới đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe đang trở thành hiện hữu cũng theo thống kê của cục đăng kiểm Việt Nam tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng tới đặc biệt là tháng 3 và tháng 4 nếu vẫn duy trì thực tế như hiện nay thì nguy cơ đứt gãy là dễ xảy ra. Tại Hà Nội có tổng số 31 đơn vị đăng kiểm với 61 dây chuyền kiểm tra, nhưng tới nay chỉ còn 16 đơn vị đăng kiểm hoạt động, tương ứng với 31 dây chuyền kiểm tra, chiếm 53%. Dự báo số đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới do thiếu hụt nhân sự. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 19 đơn vị đăng kiểm với 48 dây chuyền kiểm tra, tới nay chỉ còn 11 đơn vị hoạt động, tương ứng với 26 dây chuyền kiểm tra, chiếm 54%. Tính toán của cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy tháng 3 năm 2023, các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động chỉ đáp ứng được 52% nhu cầu của người dân tại Hà Nội và 53% tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2023 có nguy cơ đứt gãy hệ thống đăng kiểm xe tại thành phố Hồ Chí Minh do năng suất kiểm tra chỉ đạt 31% nhu cầu ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức cuộc họp về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá nguyên nhân và bản giải pháp khắc phục đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ công an và bộ giao thông vận tải cùng tham dự Hai tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương. Nhất là hai vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành trong vòng một tuần, khiến 13 người chết. Đáng chú ý, 3 trong 4 vụ tai nạn này xảy ra vào đêm khuya và do các phương tiện từ địa phương khác đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam thì xảy ra tai nạn. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông, tỉnh Quảng Nam kiến nghị các bộ ngành trung ương đẩy mạnh các phương án hoàn thiện hạ tầng, tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn tại các nút giao thông trọng điểm. Ngoài ra cần tăng cường công tác quản lý và có chế tài mạnh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi vi phạm. Lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã được tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhằm kiểm tra nồng độ cồn tại một số tuyến đường nội ô thành phố Biên Hòa. Trong ngày kiểm tra đầu tiên vào tối ngày 26 dạng sáng nay 27 tháng 2, Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn 500 trường hợp, qua đó phát hiện lập biên bản xử phạt đối với 9 trường hợp điều khiển xe sau khi uống rượu bia và có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép theo quy định, cục cảnh sát giao thông cho biết, giữa tháng 2 năm 2023, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông 30 tỉnh thành phố trong cả nước để kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn. thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch về tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với phương châm từng nhà an toàn từng nhà máy xí nghiệp doanh nghiệp an toàn từng khu phố an toàn từng thị xã phường thị trấn an toàn Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu mỗi hộ gia đình phải có ít nhất một người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời tuyên truyền vận động 100% hộ gia đình trang bị các phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện cứu nạn cần thiết. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai thực hiện nhân rộng mô hình, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Trong những năm qua, bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, hiện thị trường này đang gặp một số khó khăn vướng mắc về nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn tín dụng ngân hàng. tháo gỡ khó khăn vốn cho thị trường bất động sản là vô cùng cấp thiết, đồng thời giúp khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Nằm trong số hơn 1.500 ngành nghề kinh doanh, nhưng bất động sản đã chiếm tới 21% tổng dư nợ, chiếm tỷ lệ nợ xấu ở mức trên 1,8%. Để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng cần đánh giá uy tín và năng lực chủ đầu tư của các dự án, đồng thời doanh nghiệp cũng phải tính toán đến chất lượng và hiệu quả tài chính để bảo đảm dự án được triển khai đúng thời hạn và có đủ dòng tiền để trả các khoản vay nợ gốc. Về tín dụng ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta trong cái cảnh hiện nay cái dư nợ tín dụng của bất động sản cũng khá cao. Nhưng mà chúng ta lại vẫn cần phải cung cấp thêm các cái nguồn vốn tín dụng cho những cái dự án mà nó có khả thi nó có thể nhanh đưa vào tiêu tụ để chúng ta thu hồi được kể cả những nguồn vốn trước và những nguồn vốn mới. Ngược lại, những cái dự án bất động sản mà nó không có khả năng phục hồi hoặc là những dự án bất động sản cao cấp đang bán cho những cái người mà người ta có nhiều tiền thì chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ các cái dòng tín dụng. Bên cạnh việc giải quyết bài toán tín dụng ngân hàng cho bất động sản, cần phải mở rộng việc huy động từ nhiều nguồn khác để cung cấp vốn cho thị trường này. Uh, về lâu dài thì uh, thị trường bất động sản cần phải dựa vào các nguồn vốn dài hạn uh, như là các cái hệ thống về thị trường chứng khoán như là vốn thông qua các cái trái phiếu như là vốn thông qua các cái quỹ đầu tư uh, chúng ta cần phát triển đồng bộ các cái hệ thống thị trường này để chúng ta huy động phần lớn các cái vốn cho thị trường thông qua cái thị trường vốn không nên phụ thuộc quá nhiều vào cái thị trường tiến dụng là cái nguồn vốn ngắn hạn Ngân hàng nhà nước đưa ra phương án sẽ triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay cả người xây dựng và người mua nhà thấp hơn từ 1,5 đến 2% lãi suất bình quân trên thị trường. Đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp có tác động lớn để hỗ trợ thị trường bất động sản phục hồi, phát triển.